Tính cách người tuổi Ngọ. Con ngựa đứng hàng thứ 7 trong bảng 12 con giáp. Người sinh năm Ngọ rộng rãi, hào phóng, thường mẫn tiệp, trang điểm hợp thời, giỏi đối đáp, ngoại giao, sức quan sát tốt, hay thay đổi, tính khí nóng nảy. Khi bị chọc tức thì lửa giận bừng bừng, song cũng hết giận rất nhanh. Người tuổi Ngọ rất dễ rơi vào lưới tình nhưng cũng có thể thoát ra một cách nhẹ nhàng. Nhiều ví dụ cho thấy người tuổi Ngọ thời trẻ thường xa gia đình. Dù ở nhà, tinh thần độc lập của họ cũng luôn thúc đẩy họ bắt đầu sự nghiệp của mình từ rất sớm. Họ có tinh lực dồi dào, song nóng nảy. Ưu điểm nổi bật của họ là rất tự tin. Khi gặp buổi tụ hội hay hoạt động nào đó, họ thường trau chuốt ngoại hình, ăn mặc vừa đặc biệt, đẹp đẽ, vừa giản dị, tiện lợi. Người tuổi Ngọ ưa thích rèn luyện trí lực và các hoạt động thể dục thể thao. Mọi người có thể nhận thấy ở họ một điều, cử động nhanh nhẹn, tư thế tao nhã và cách nói năng từ tốn do họ phản ứng rất nhanh, quyết đoán, kịp thời. Nhược điểm là thiếu nhẫn nại hay dao động. Nhược điểm này được bù đắp bằng tính cách linh hoạt, rộng lượng, thoáng đạt. Ngựa thuộc vào các con giáp nằm ở phía đông, đại diện cho các công tử hào hoa, phong nhã, thích hưởng thụ và các tiểu thư yểu điệu, xinh tươi. Họ ưa thích sự náo nhiệt, đối xử với mọi người khẳng khái, rộng rãi. Họ làm việc linh hoạt cũng giống như quan điểm về tình yêu của họ vậy. Hơn nữa còn rất nhạy bén, cơ động, luôn chi phối những người chung quanh. Nhược điểm của người tuổi Ngựa là khi gặp chuyện thì nóng nảy, cố chấp, tính khí quá mãnh liệt. Nhưng chuyện qua rồi thì quên rất nhanh. Điều này đôi khi khiến họ có thái độ thiếu tôn trọng người khác, thậm chí gần như thô bạo. Anh ta luôn yêu cầu người khác làm việc với tốc độ nhanh giống mình. Khi không đạt được hiệu quả như dự tính thì cậu nhào luôn miệng, tỏ vẻ không vui, thường chần chừ do dự nên hiệu quả thấp. Đặc biệt là khi có những việc quan trọng cần giải quyết ngay, anh ta thường thỏa mãn với thành tích nhỏ một cách ấu trĩ rồi chìm đắm trong đó. Hơn nữa còn hay quên, làm việc lơ đãng, thiếu tập trung, đôi khi sai giờ. Người tuổi Ngọ thường thích gì làm nấy, tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, thích bạn bè người thân vây quanh phục vụ mình. Mẫu người này luôn hướng người khác theo suy nghĩ của mình bằng những lời lẽ đầy sức thuyết phục. Khi trình bày suy nghĩ, anh ta thường khoa chân múa tay, chưa nói hết toàn bộ những gì chất chứa trong lòng thì chưa chịu ngừng lại. Muốn hiểu được người tuổi Ngọ, bạn phải nắm rõ điểm này. Anh ta hoặc cô ta luôn luôn tin tưởng mục tiêu theo đuổi một cuộc sống cá nhân tự do và hạnh phúc. Nếu bạn tán thưởng niềm tin ấy, anh ta cũng sẽ chẳng đứng về phía bạn đâu, vì người tuổi Ngọ chỉ tin vào hạnh phúc của bản thân. Tuy nhiên, anh ta không thuộc loại người tham tài, ích kỷ hay đố kỵ. Khi làm việc mà gặp trở ngại, anh ta chỉ biết nổi giận chứ không biết bày mưu tính kế gian tà, thâm hiểm. Người tuổi Ngọ không ích kỷ về chuyện vật chất, thực lòng quan tâm đến người khác và hướng họ theo quan điểm của mình để có được sự đoàn kết thống nhất tập thể. Anh ta không có thái độ cố tình đối chọi người khác, chỉ là không thể dung nạp quan điểm nào mạnh hơn bản thân mình. Khi người khác không hòa hợp với suy nghĩ nhạy bén, hành động linh hoạt của mình, anh ta sẽ rất thiếu kiên nhẫn. Mẫu người này sẽ trở thành một diễn viên giỏi, nhưng không thích hợp với vai trò thầy cô giáo. Hiện tượng mâu thuẫn trước sau trong tính cách của người tuổi Ngọ xuất phát từ tính khí hay thay đổi. Những thay đổi tinh tế trong tình cảm của anh ta thường không được mọi người chú ý. Cũng có nghĩa là anh ta dựa vào trực giác của bản thân về sự vật để hành sự. Nếu muốn anh ta giải thích trực giác và phân tích hành động một cách logic thì cũng được. Nhưng khi các hoạt động đang ở vào giai đoạn phát triển, khả năng tiềm tàng của anh ta sẽ thúc đẩy hoạt động này phát triển sâu rộng hơn. Anh ta thường xuyên ôm đồm nhiều việc cùng một lúc,
Hơn nữa, rất biết cách khống chế cục diện. Hễ đưa ra quyết định, anh ta sẽ chẳng chút chần chừ mà vùi đầu vào làm việc. Mọi người nhìn thấy mẫu người này hoặc là chạy ngược chạy xuôi bận rộn công việc, hoặc mệt mỏi nằm phịch xuống, uể oải, chán nản. Người tuổi Ngọ rất khó thích ứng với thời gian biểu do người khác đặt ra. Hơn nữa, lại thiếu tính nhẫn nại tuân thủ theo đúng quy trình. Mẫu người này thích hợp làm những công việc có tính tự do và sôi động. Người tuổi Ngọ giỏi tháo gỡ những sự việc rắc rối như mớ bồng bông. Nên nếu bên cạnh bạn có một người tuổi Ngọ giúp sức, bạn có thể yên tâm giao những chuyện phức tạp, rối như tơ vò cho anh ta giải quyết. Khi được quyền tự do xử lý những việc đó, anh ta sẽ đạt được thành tích cao. Nhưng hãy nhớ luôn luôn thúc giục, đôn đốc, bằng không anh ta sẽ lơ là, không chú tâm. Khi nói chuyện với người tuổi Ngọ, bạn nhất định phải nói ngắn gọn, rõ ràng, nếu không sẽ làm mất đi sự tập trung chú ý của anh ta. Bất luận có được hay không đều phải trực tiếp thẳng thắn bàn với anh ta. Anh ta sẽ tán thưởng và đánh giá cao sự thẳng thắn, quý trọng thời gian của bạn. Không nên áp chế quá mức tình cảm của người tuổi Ngọ. Nếu bị áp đặt về mặt tình cảm, anh ta sẽ nổi trận lôi đình, rũ áo bỏ đi ngay. Người tuổi Ngọ không thích ở bên những ai mà anh ta ghét. Vật chất lụa là cũng chẳng thu hút nổi anh ta. Anh ta vạch rõ giới hạn, có chủ kiến tự do, rất khó phục tùng theo ý chí của người khác. Anh ta giao tiếp rộng, nhiều bạn bè, mỗi ngày lại kết thêm bạn mới. Tuy nhiên, không bao giờ dựa dẫm vào những người bạn này. Người tuổi Ngọ vẫn vô cùng sôi động, kể cả khi cuộc sống đầy phiền muộn. Anh ta sẽ mang đến ánh mặt trời cho cuộc sống ảm đạm của bạn. Khi bạn nhớ lại chuyện ngày xưa, anh ta sẽ tức thời biến mất biệt tâm biệt tích. Nhưng nếu bạn định từ bỏ việc kiếm tìm, anh ta sẽ lại xuất hiện trước mặt bạn, phong độ tươi tỉnh như thể chưa bao giờ rời đi. Người tuổi Ngọ khi làm việc chỉ mong mau mau chóng chóng hoàn thành, nên cũng khá thiếu tính bền lâu, càng không thể chịu đựng được những khó khăn vất vả lâu dài, song lại có thể tùy cơ ứng biến, linh hoạt, giỏi biến hóa. Khi quay lại với mọi người, anh ta sẽ không trực tiếp phá cửa xông vào như người tuổi Thìn, mà đưa danh thiếp đến trước hoặc gọi điện thoại bàn bạc. Khi nào thuận tiện mới đến viếng thăm. Suy nghĩ của người tuổi Ngọ rất phức tạp, rắc rối, khiến ta không đoán nổi những gì đang diễn ra trong đầu anh ta. Người tuổi Ngọ giống người tuổi Thìn, muốn chỉ ra sai sót của anh ta thì quả vô ích. Anh ta tuy không tình nguyện tiếp nhận sự phê bình, song vẫn thờ ơ, nhún vai đáp: là lỗi của tôi sai chăng? Lần sau nếu bạn tiếp tục nhắc nhở lỗi lầm của anh ta vẫn sẽ chỉ vờ chú ý thôi. Nữ giới sinh năm Ngọ thì sinh khí dồi dào, cử chỉ thanh nhã, trang điểm hợp thời, hoạt bát, ngón tay nhỏ nhắn, thân hình thon thả, song có thể làm quán quân trong giới thể thao, lái xe hoặc là một phụ nữ suốt ngày kể lể, cằn nhằn luôn miệng. Cô ta có thể cùng một lúc sửa móng tay, xem tivi, chăm sóc con cái và gọi điện thoại cho bạn bè. Cô cho rằng nghỉ ngơi là thừa. Vì vậy, hoạt động vui chơi giải trí của cô đối với chúng ta quả là hình thức lao động nặng nhọc, hao phí tinh lực. Nếu có ai đề nghị đi leo núi, chỉ cần cho cô 2 phút đeo ba lô, cô sẽ tiến bước trên con đường mệt nhọc đó. Nữ giới tuổi Ngọ thích sắp đặt mọi chuyện đâu vào đó. Cô có tinh lực sung mãn, có năng lực xuất hiện tại các chỗ khác nhau. Đôi khi người ta bàn tán, cô cạnh tranh với họ, bởi vì không ai trong số những người chung quanh có năng lực làm được nhiều việc đến thế, tốc độ đến thế giống như cô ta. Người tuổi Ngọ vô cùng nhạy cảm với tình yêu. Nếu rơi vào một cuộc tình say đắm, anh ta rất dễ đánh mất mọi thứ của bản thân. Trong suốt cuộc đời sẽ có nhiều chuyện kết thúc không mấy vui vẻ. Có lẽ anh ta sẽ phải trải qua sự đổ vỡ trong hôn nhân.